Đây là cái khay bánh bèo ha. Nhắc đến bánh bèo thì ai cũng biết rồi ạ, và ai cũng đã từng ăn. Và tùy theo mỗi vùng miền mà cái bánh bèo thì nó sẽ có những cái cách làm và những cái nguyên liệu nó khác nhau ha. Và hôm nay Đậu Đỏ sẽ chia sẻ cách làm bánh bèo của người Nha Trang. Rồi, mình cùng bắt tay vào bếp ha. Trước tiên Đậu Đỏ giới thiệu thành phần nguyên liệu để mình làm món bánh bèo chén này gồm có: đó là bột gạo 200g, tôm khô 30g và nửa chén hành lá mình cắt nghĩa như thế này. Và đây là bánh mì sandwich mà Đậu Đỏ đã phơi khô rồi cho nó cứng lên á. Đậu Đỏ cân lên là 30g. Đây là cái da heo khô là cũng là 30g ha. Ngoài ra chúng ta cần có ớt, tỏi, đường, muối và nước mắm để mình làm nước chấm nữa ha. Đầu tiên đó là mình đi pha bột ha. Rồi hôm nay bột gạo Đậu Đỏ sử dụng là này đấy ạ. Bột gạo hiệu của Tài Ký nha. Đậu Đỏ cho vào đây là 480g nước ấm ha. Sau đó mình quấy đều lên ha. Rồi mình quấy đều xong rồi, sau đó mình lọc qua cái rây ha. Rồi tiếp theo mình nặn vào trong bột này 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh ha. Mình quấy đều lên. Một cái trường hợp là mình mua cái bột gạo này Đậu Đỏ thấy không có bị hôi đâu ạ. Thường là bị hôi bột là những cái loại bột gạo lọc á, thường nó hay bị hôi. Rồi sau đó mình để bột nghỉ 2 giờ đồng hồ, ít nhất là 1 giờ đồng hồ nha các anh chị. Sau đó mình mới đi đổ bánh ạ. Và trong cái thời gian mình chờ bột nghỉ thì mình đi chuẩn bị những cái phần khác ha. Đó là mình chuẩn bị cái phần tôm cháy. Đỏ sử dụng là 30g tôm khô như thế này. Nếu mình không có tôm khô mình có thể thay thế bằng tôm tươi ha. Rồi mình sau đó mình cái tôm này Đậu Đỏ nó ngâm trước rồi. Rồi ngâm nước trước khoảng là 2 giờ đồng hồ cho nó nở mềm ra. Sau đó mình giã nhuyễn. Mình nếu mình không có cối thì mình giã bằng chày, còn có cối mình bỏ vào mình xay ha. Rồi sau đó mình vặn lại, mình đi xay. Mình xay trong khoảng thời gian khoảng là 1 phút là được ạ. Cái tôm này mình ngâm 2 giờ đồng hồ rồi nên xay nó rất là nhanh ạ. Rồi như thế này ha, mình xay trong vòng 1 phút. Tôm mình nó tơi ra như thế này rồi. Đó mình chuẩn bị một cái chảo nha, mình đừng có cho giòn. Cái chảo này khô thôi ạ. Mình cho tôm vào mình cháy nha. Rồi sau đó mình cứ đảo lửa, mình để lửa nhỏ thôi ha. Mình cứ để trên bếp, mình cứ đảo sơ như thế này. Rồi mình nêm vào đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm nha. Và để cái màu tôm khô của mình được đẹp, mình cho vào đây 1 thìa cà phê hạt màu điều nha, dầu màu điều ạ. Để mình trộn lên ha, để cho cái màu nó đỏ đẹp ạ. Đó, mình cho cái dầu màu điều vào thì cái tôm mình nó chuyển màu khác rồi ha. Màu nó sẽ đẹp hơn ạ. Rồi mình tao khô như thế này là vừa ha. Cái trường hợp mà đến khi mình tao nó khô rồi mà mình thấy cái chà bông tôm của mình đây nè, nó chưa có được tơi mà nó to á, mình cho lại vào cối xay sinh tố, mình xay lại lần nữa ha. Có nghĩa là mình xay 2 lần ạ, mình rang khô như thế này rồi. Bây giờ cho vào cối xay sinh tố mình xay nha. Đây mình cháy nó như thế này đây. Nó tơi ra nè ha. Rồi tiếp theo nữa là mình đi chiên cái da heo này ha. Cái da heo này Đậu Đỏ mua về, sau đó Đậu Đỏ rửa sạch sẽ đi. Đậu Đỏ luộc qua, mình luộc qua khoảng là 7 phút ở nước sôi. Sau đó mình cắt nhỏ, sau đó mình phơi khô. Mình phơi khô khoảng 2-3 tiếng ngoài nắng á. Phơi thì nè mấy anh chị thấy nó cứng như thế này nè ha, là được ha. Bây giờ mình đem đi chiên. Về cái phần da heo này thì mình đừng có chiên liền ha. Mình cho vào trong cái chảo dầu nguội nha. Dầu này dầu nguội ạ. Mình ngâm trong vòng 10 phút. Sau đó rồi mình mới chiên nha. Để cho cái da heo mình nó nở ra. Và sau đó mình mới chiên. Chứ mình đừng có chiên liền ha. Rồi cái da heo mình cũng đã ngâm được 10 phút rồi ạ. Mình ngâm trong dầu nha. Rồi bây giờ mình mở bếp để mình chiên. Mình chiên cái này mình nhớ đậy nắp lại ha. Rồi,
cái da heo của mình đã nổ sắp được rồi đấy ạ. Mình nhớ cẩn thận nha. Đồ đỏ phải lấy cái nắp đồ đỏ che như thế này nè. Rồi, như thế này là được ha. Mình vớt ra nha. Rồi, mình cho bánh mì và mình chiên luôn ha. Rồi, như thế này là mình đổ ra ha. Rồi, tiếp theo mình nấu một tí xíu dầu nha. Mình nấu sôi lên để mình làm mỡ hành ạ. Rồi, cái chén mỡ hành này mình bỏ vào đây một tí xíu muối ha. Một tí xíu thôi. Rồi, dầu nó sôi rồi. Mình cho vào đây. Và đây đồ đỏ đã làm xong là chén mỡ hành nè ha. Rồi tôm cháy mình cũng làm xong luôn. Bánh mì chiên và da heo mình chiên giòn luôn ha. Rồi tiếp theo nữa đó là mình đi làm nước mắm ạ. Rồi về cái phần nước chấm đồ đỏ cho vào đây là 150g nước lọc ha. Rồi, và 20g đường. Rồi mình cũng cho vào đây là 20g nước mắm. Ở đây đồ đỏ sử dụng là nước mắm 60 độ đạm ạ. Đồ đỏ sử dụng là nước mắm có hiệu này ạ. Rồi cái phần nước mắm này nè, mình bắt lên trên bếp mình nấu sôi lên ha. Rồi đây là cái phần nước mắm đồ đỏ nấu sôi rồi. Đồ đỏ tắt bếp ha. Rồi nước mắm mình nấu sôi mình chế ra cái tô ha. Để nước mắm mình nó nguội ạ. Rồi về cái phần ớt sơn này đồ đỏ cắt nhỏ ra đồ đỏ đem xay nha. Nếu mình làm số lượng nhiều á, như người ta bán người ta phải luộc sơ cái ớt sơn này qua đi ạ. Để ra bảo quản được lâu á. Còn mình làm ăn ở nhà thì thôi mình cắt cái này luôn. Ớt hay nhiều tùy mình nha. Với số lượng mắm này đồ đỏ nghĩ là làm khoảng nửa trái ớt sơn là được ạ. Đỏ cho vào đây khoảng 4 tép tỏi nhỏ nhỏ như thế này luôn ạ. Mình cho vào mình xay chung luôn với ớt ha. Ớt sừng này là nó không có cay ha, nó tạo màu đẹp cho nước mắm. Rồi đồ đỏ đi xay ha. Đồ đỏ xay nhuyễn nước mắm nguội rồi, mình cho cái phần mà ớt với lại tỏi á mình xay lúc nãy á, mình cho vào trong này ha. Đây là mình hoàn thành xong cái phần nước mắm ha. Các anh chị nếu mình thích ăn chua thì mình cho giấm hoặc chanh vào ha. Nhưng mà thường bánh bèo thì người ta ít khi mà người ta ăn với chanh lắm. Tại vì cái bánh bèo nó làm từ bột gạo thì nó sẽ có hơi chua. Nên vì vậy mình không có thêm nước chua nữa ha. Rồi sau khi mình làm xong cái phần nước chấm rồi, công việc tiếp theo nữa là mình đi đổ bánh ha. Đây là cái phần bột đỏ để bột nghỉ khoảng 2 giờ đồng hồ rồi các anh chị ha. Bột ở đây đỏ sử dụng những cái chén như thế này. Đây ở Nha Trang thường hay đổ những cái loại chén như thế này ạ. Và có một cái loại chén nữa là cái chén như thế này đây ạ. Đây, bánh bèo chén thường, cái bèo chén Quảng Nam hay Bình Định thường hay đổ những cái loại như này. Còn thường ở Nha Trang thì đổ cái loại này ha. Rồi có như mình đổ loại này cũng được, tùy các anh chị lựa chọn nha. Mình có cái này là mình đổ cái đó. Ngoài ra mình đổ những cái chum nhỏ nhỏ này cũng được ạ. Mua được những cái loại này thì mình có thể đổ những cái loại chén nhỏ nhỏ như thế này. Chén đựng gia vị ha. Mình phải cần một chuẩn bị một cái kẹp như thế này để mình gắp chén ra, nó rất là nóng đó. Rồi mình chuẩn bị một cái ca để nó có cái vòi như thế này nè để mình rót ra nha. Mình cho bột vào trong này rồi mình đi rót cho nó dễ. Rồi mình đậy nắp lại ha, mình làm nóng cái chén của mình trong vòng 2 phút trước nha. Rồi trước khi mình đổ bánh mình nhớ quấy đều ha, cái bột mình nó hay đậm dưới đáy thâu như thế này nè. Rồi mình cho vào trong cái ca này, mình chế vào trong cái chén cho nó dễ ha. Rồi mình dỡ nắp nồi ra, mình cho bột vào trong chén ha. Mình cho 1/2 chén ạ. Rồi mình đậy nắp lại liền ha. Mình nhớ mình hấp cái bánh bèo của mình là lửa phải thật lớn ạ.
nước trong nồi nó phải sôi sùng sục lên ha. Và mình từ khi mình cho bột vào, mình hấp trong vòng 3 phút. Sau đó rồi mình dỡ nắp ra, mình xả hơi. Rồi tiếp tục mình hấp 3 phút nữa là bánh mình chín ha. Tổng thời gian là 6 phút bánh mình nó chín nha. Rồi mình hấp được 3 phút rồi, mình xả hơi ha. Mục đích mình xả hơi này để cho nó tạo cái xoáy đó các anh chị. Rồi, sau đó mình đậy nắp lại ha. Rồi, mình đã hấp tiếp 3 phút nữa cho bánh chín ha. Rồi, mình hấp được khoảng là 6 phút rồi. Bánh mình chín mình lấy ra ha. Rồi, như thế này là bánh chín rồi các anh chị. Rồi, mình dùng cái kẹp mình lấy bánh ra ha. Bánh bèo mình đổ nó có xoáy chính giữa như thế này ha. Rồi tiếp theo nữa là mình bỏ cái phần nhân lên để mình ăn kèm. Cái này mình phải ăn nóng nó mới ngon ạ. Rồi mình bỏ phần nhân lên ha. Trước hết là mình bỏ mỡ hành nè. Cái ăn nhiều hay ít thì tùy mình ạ. Rồi mình bỏ chính giữa ha. Rồi tiếp theo nữa là mình rắc cái phần tôm cháy này lên ha. Đây là cái bánh bèo mà người Nha Trang hay làm theo kiểu này. Nó khác với bánh bèo ở miền Nam ha. Miền Nam thì có thêm đậu xanh cho cái bánh mì chiên giòn này nè. Ít hay nhiều tùy mình ạ. Từ hai cục như thế này ha. Sau cùng đó là mình cho cái phần cái da heo chiên giòn này nè. Cái da heo chiên giòn này mình có thể thay thế bằng cái bóng bì các anh chị. Mình ra ngoài chợ mình hỏi cái bóng bì á thì người ta sẽ bán cho mình ạ. Nhưng mà đồ đỏ thấy ăn cái bóng bì thì nó sẽ có độ dai. Nó giòn nhưng mà nó dai lắm, nó không có ngon bằng da heo ha. Và thường người bán là người ta để một khay khoảng 10 chén như thế này. Để cái chén mắm chính giữa nè. Rồi đây, đồ đỏ đã hoàn thành xong là cái khay bánh bèo chén này, làm theo kiểu ở Nha Trang ha. Rồi, đồ đỏ mời tất cả các anh chị và các bạn mình dùng thử ha. Và khi ăn bánh bèo chén này thì mình chan mắm trực tiếp vào trong cái chén này luôn. Mình chan hơi nhiều mắm một tí ha. Đồ đỏ xin mời tất cả các anh chị và các bạn ha. Khi ăn thì ta lấy cái muỗng như thế này nè. Chúng ta chia làm tư ra. Đó. Sau đó mình múc lên mình ăn ha. Khi ăn chung với bánh bèo người ta vẫn thích là ăn có cái da heo này các anh chị. Thì nó sẽ có độ giòn giòn á. Rồi đến đây đồ đỏ xin chúc tất cả các anh chị em và các bạn mình làm món bánh bèo chén này thành công ha.